Dân nhà nông thân mến, chào tất cả các anh chị cô chú gần xa nha. Thì hôm nay thì em xuống thăm ruộng cả nhà, thì cũng đã chín rồi. Thì em đi vô nước để ngày mai cắt nè cả nhà. Thì em cũng quay lại, trước khi cắt thì em cũng quay lại cái đám lúa của em. Thì cũng chia sẻ và gửi tới cả nhà mình ha. Thứ nhất thì để mình xem cho giải trí cho vui. Cái thứ hai đó thì em cũng muốn nhắn gửi lại tất cả các anh chị, thì mình cũng cùng giao lưu và học hỏi lẫn nhau. Thì em làm ruộng ở đây thì nói chung tuổi em thì cũng còn nhỏ, nhưng mà em làm thì nay cũng khoảng là 15 năm rồi cả nhà. Thì nói chung là cũng qua quá trình làm thì em cũng rút ra được một ít kinh nghiệm nho nhỏ, thì em cũng chia sẻ. Cái này em gọi là chia sẻ thôi cả nhà ha, chứ em cũng không dám nói là dạy hay là cái gì hết á. Mình chia sẻ mà mình cùng học hỏi lẫn nhau. Thì hiện tại như cả nhà mình thấy á, thì cái cách chăm sóc của em á, thì như cái clip trước em cũng không có quay hết cả nhà, thì em chỉ quay một phần nào, tại nói chung là công việc cũng nhiều khi nó cũng lu bu quá, đi làm mà không có thời gian quay á cả nhà. Thì có cái em quay mà có cái xịt thuốc, những cái clip xịt thuốc sau này thì em không có quay á cả nhà. Thì em cũng cố gắng cũng để vụ tới này thì em cũng quay thêm chi tiết thêm để cho cả nhà mình xem và tham khảo cái cách làm của em. Thì em làm nó chi phí lại thấp nha cả nhà, nhưng mà năng suất thì nó cũng không không tụt lắm. Theo em thì ở xứ của em thì em làm cách của em thì nó cũng không tụt lắm nha cả nhà. Thì cả nhà mình thấy đây nè, cái điện thoại em lấy nét cũng hơi dở, cả nhà xem thông cảm ha. Thì lúa thì lá đồng thì nói chung là cũng còn khá xanh cả nhà. Thì cái này đón đồng là em cũng nói luôn ha, cái đón đồng của em thì em cũng không xài kali luôn, nhưng mà lúa thì nó thẳng ra là em khẳng định với cả nhà mình á, cũng chắc hạt ha, chứ không có lép. Để em quay cho cả nhà mình xem. Nhiều khi mà mình nói á, thì nói chung là anh em không có hiểu thì anh em mình nói này nói kia ha. Đây nè, cái điện thoại em lấy nét cũng dở quá cả nhà. Như cả nhà thấy thì cái hạt lúa nó no tròn trong cái cậy luôn ha, đó chứ không không có ấy đâu nè. Bông cũng rất là dài nha cả nhà, khá là dài. Thì cái em chi em tính sổ xong xuôi hết rồi cả nhà, thì vừa tiền phân tiền thuốc em cộng lại các cái á, thì hiện tại là em chi một sào này nó chỉ có tầm khoảng 750.000 thôi ha, là so với cái giá lúa năm nay thì nó cũng thất mùa quá cả nhà. Cái giá lúa thì thất lắm, không 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 có được giá, thất thất giá rồi. Nhưng mà mùa thì cũng năm nay thì chỗ em nói chung là cũng hạn hán rất là nhiều luôn. Cái đám này nó đỡ mất nước là cả nhà, còn cái đám trên em thì mất nước te tua luôn, lúa thì cũng thất chứ không có trúng. Thì cái đám này thì nó cũng đều đều nha cả nhà, như cái nhà mình thấy lúa thì nó cũng rất là đều đều nè. Thì cái dây là ruộng này thì của em tự tới cái mé xanh xanh đó cả nhà, với qua tới cái miếng bên kia thì nó tầm khoảng 9 sào ha, một mẫu, nhưng mà em cho ông anh làm hết một sào mấy rồi, dạng sào một chút. Thì cái cách làm của em thì em thấy vẫn năng suất thì vẫn đạt nha cả nhà. Cái nhà mình thấy lúa, tại em quay hơi nắng cả nhà cũng xem thông cảm ha. Để em đi lui lui chút. Nhà xem thấy cũng rõ rõ không nha. Cái điện thoại em nó lấy nét cũng không rõ lắm nha cả nhà ha. Thì cái nhà xem thông cảm. Thì nói chung là
Em làm theo cách của em thì rống đồng không cần kali đó cả nhà, thì em thấy hiệu quả. Thì cả nhà mình xem thì có góp ý gì thêm thì hãy bình luận và comment ở phía dưới nha cả nhà ha. Thì năm nay em có tăng cường xịt thêm Comcast nha cả nhà. Thì cái hiệu quả của Comcast này em thấy là năm nay em xài rất là hiệu quả luôn. Lúa nó bị ngập hạn, nó bị rất là hạn luôn, nhưng mà em xài rồi mưa tới nha, cái lúa cứng cây lắm cả nhà. Cái lúa rất là cứng cây và nó không có bị ngã nhiều nha cả nhà, nó bị chồm chồm thôi, ít thôi chứ không 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 bị ngã nhiều. Thì em xài công cách tới 4-5 lần rồi cả nhà, thì em thấy nó khá hiệu quả. Nói chung là nó rất là đều cả nhà. Một cái vạt này mỗi mỗi năm năm trước là thất, nguyên vạt này xấu, hôm nay em tăng cường phân ha. Thì cái nhà mình á, cái dây ruộng mình á thì nói chung là không phải là dây ruộng của em không, thì như cả nhà mình làm ruộng cũng biết đã biết rồi, thì không phải là chỗ nào cũng tốt giống như nhau đâu, thì có chỗ tốt chỗ xấu, thì chúng ta rải đúng cử xong rồi chúng ta lại tăng cường rải dặm những cái chỗ xấu thêm ở cả nhà ha. Thì nó giúp cây lúa nó sẽ phát triển đồng đều hơn, tăng hiệu quả và tăng sức tăng lên. Bây giờ nó cũng 5 giờ chiều rồi cả nhà, thì để ngày mai em cắt thì em sẽ quay sơ sơ cả nhà, tại vì em nói chung phải làm nó, em không quay được cận cảnh trực tiếp á, em quay sơ sơ lại để cả nhà biết là một sào khoảng được bao nhiêu bao ha. Thì cả nhà mình có thể mà làm giống em cũng được, nói chung là chỗ em thì khu Bình Phước, đất em thì chỉ làm được tầm đó thôi cả nhà, tầm 10 bao 12 bao, vụ này là tầm 10 bao 12 bao thôi chứ không có hơn ha. Ở trong sân á thì cũng vậy, tại vì chỗ em nó làm chạy theo nước, cái đồng xuân thì cũng không có trúng lắm. Nếu mà làm để ra Tết á, thì những năm trước làm để ra Tết mưa nhiều á, thì có thể được 15 bao, còn những năm nay em chạy theo nước thì không có được đâu, tầm 12 bao 10 bao. Nhưng mà em chăm sóc thì cũng y vậy, nói chung là em chăm sóc thì cũng không không có nặng tay. Một sào tầm 700 800 700 750. Rồi một số cùng trao đổi với các anh chị em ha. Rồi cả nhà mình xem có thắc mắc thì hãy bình luận ở phía dưới nha cả nhà. Thì nói chung là em biết được những gì thì em chia sẻ được nhiêu đó thôi. Thì cả nhà mình có góp ý gì thêm thì cả nhà mình hãy bình luận và comment ở phía dưới giùm em ha. Thì nói chung là để giúp cho cái mảng nông nghiệp của anh em mình có phát triển thêm và giao lưu với nhau ha, và có kinh nghiệm để học hỏi thêm những cái tốt nhất ha trong cuộc sống. Rồi thì em xin chào và hẹn gặp lại cả nhà trong những cái video tiếp theo nha cả nhà.